Nhật Bản ngày 18 tháng 2 thu hồi giấy phép nhận thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài của một công ty xây dựng sau vụ một thực tập sinh Việt Nam bị đồng nghiệp đánh gãy xương và hành hung trong suốt 2 năm. Công ty Six Create ở tỉnh Okayama bị cấm nhận thực tập sinh kỹ thuật trong vòng 5 năm tới, theo hình phạt hành chính do Cơ quan Dịch vụ Nhập cư Nhật Bản và Bộ Lao động ban hành, theo Kyodo. Bộ trưởng Tư pháp Nhật cho biết sẽ có hành động nghiêm khắc nếu có những trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai. Cơ quan di trú Nhật thừa nhận vi phạm nhân quyền, bao gồm cả hành hung, đã diễn ra tại công ty vừa kể, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết. Thực tập sinh người Việt 41 tuổi tới Nhật mùa thu năm 2019, và việc xâm hại bạo lực diễn ra khoảng một tháng sau khi bắt đầu làm việc. Một đoạn video cho thấy anh bị đấm đá, bị dùng chổi đánh vào đầu và thân thể, bị la mắng vì không nói được tiếng Nhật đúng cách. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 17 tháng 2 nói Sứ quán Việt Nam tại Nhật đã làm việc với chính quyền địa phương và rằng nạn nhân hiện ổn định tinh thần sức khỏe. Nhật Bản lập chương trình thực tập sinh kỹ thuật vào năm 93, giúp chuyển giao kỹ năng cho các nước đang phát triển, nhưng chương trình này bị nhiều chỉ trích vì tạo cơ hội cho tình trạng bóc lột lao động và bị cáo buộc là vỏ bọc cho các công ty nhập khẩu lao động giá rẻ từ các nước châu Á khác.